làm gì chưa về tới nhà mà em la hớt hả cãi với em? Em mới đâu về vậy? Em mới ngoài chợ về nè, em gặp thằng người yêu cũ. Trời ơi, thằng người cũ của em kể nó. Nói anh làm gì? Ừ, vậy thôi. Thằng người yêu cũ của em sao? Ủa không nghe mà. Thì lỡ là nói luôn đi. Em mới thấy nó ngồi một mình uống rượu ngoài chợ đó. Rồi sao nữa? Trời ơi, từ cái lúc mà em với nó chia tay tới giờ hay là ngày nào nó cũng uống rượu một mình hết trơn vậy đó anh. Trời trời, rồi sao nữa? Sao chăng gì, từ ngày chia tay tới giờ là nó uống rượu 5 năm rồi đó. Trời, thằng này ăn mừng lâu dữ bay. Cái thứ gì đâu á. Trời trời, vợ quan chồng từ tầng 2 xuống vì chồng đi nhậu về khuya. Trời trời, cái kiểu này mới tính mua cái nhà lầu ở mà nghe kiểu này cứ dựng lông đầu liền trời. Được rồi, kiểu này anh đang làm gì á anh? Rồi anh tính sao rồi? Sao chăng vậy? Thì cái vụ kiếm mua nhà 2 tầng đó chứ vụ gì. Thôi đi em ơi, kiếm nhà nào thấp thấp mua, càng thấp càng tốt. Ủa gì kỳ vậy? Sao mới đầu hai đứa bạn mua nhà lầu mà giờ đổi ý kỳ vậy? Anh thích nhà lầu lắm mà. Thôi giờ ở nhà lầu cứ ghê lắm, ở nhà thấp đi cho nó an toàn. Mà làm sao vậy? Không có sao chăng vậy đó. Em kiếm cái nhà nào thấp thấp mua nha, em ơi, mua nhà lầu anh không ở đó. Vậy đi. Gì vậy trời? Em làm gì em? Em đang câu hình cứ mình hồi đó nè. Trời ơi trời, có cuốn hình cứ một tháng em lật em coi có mấy chục lần em biết chán em. Làm gì chán? Anh không coi để em coi à nghe, đừng có vô duyên à. Trời ơi, con có tấm hình chụp bà mẹ nè anh. Bà vui hết ghê luôn nè anh. Trời ơi, vui sao không vui em? Vậy chứ giờ anh hỏi em nè, ví dụ mà em rót khỏi cái nợ lớn em vui không? Hồi nãy giờ tôi dị ứng ông dữ lắm rồi nghe. Trời trời anh. Cái gì vậy? Ông này ông xiết ông ném dao hay thấy ghê luôn anh. Đâu? Trời ơi, có hay ho gì đâu mà nói hay em. Người ta xiết vậy mà là không hay. Ông ném hụt không có trúng con nhỏ đó đâu mà hay. Thôi đi mày ơi, chắc mày mốt tao hết dám rủ mày đi chơi luôn á. Chuyện qua mới qua nhà mày chơi chút xíu mà thấy con vợ mình nó chửi mày quá trời chửi. Tao nói mày nghe nè, mình là đàn ông, bản lĩnh lên đi chứ bạn. Trời ơi, mày học hỏi tao đi nè. Không bao giờ tao biết tới chữ sợ vợ. Mình phải có bản lĩnh của đàn ông mày hiểu không? Sao phải sợ nó? Tao nói mày nghe, con vợ nó chỉ bằng cây đinh thôi mày hiểu không? Tao nè. Thôi à, tao có một chuyện xíu. Ông mới nói gì? Vợ là gì? Vợ là cái đinh. Còn ông là gì? Cây kim. Ủa anh, sao chiều rồi không vô tắm rửa đi, ngồi đây chi vậy? Đâu gì đâu, tâm trạng xíu mà. Tâm trạng gì vậy? Kể em nghe với coi. Em còn nhớ cái lúc mà hồi đó cha ông phát hiện anh với em quen không? Trời ơi, nhớ sao không nhớ. Hồi đợt đó ông cha ông làm quá trời ông làm luôn. Em còn nhớ không cha, ông còn hù anh á, là không cứ em, ông cho anh ở tù 10 năm. Nhớ tới khúc đó là mất cưỡng chết luôn vậy. Hồi đó mà anh chọn ở tù thì giờ anh mãn hạn rồi. Ông ở đây ăn mình luôn đi. Trời ơi, cái gì đây? Trời ơi, ông nội này. Anh, hồi sáng này anh rửa chén đúng không?
Ừ, sao vậy? Anh rửa chén kiểu gì dầu mỡ dính tùm lum hết trơn nè. Ê, ê, em đừng có đổ thừa tầm bậy tầm bạ nha. Anh là anh rửa chén sạch sẽ đàng hoàng. Em nói dính dầu rồi dính dầu sao? Nè, anh coi đi. Đó, rửa sạch cái kiểu của anh đó. Có dính miếng dầu nào đâu mà em nói dính dầu vậy? Đừng có đổ thừa nghe. Cái này là xà bông rửa chén chứ dầu hồi nào? Ông rửa chén kiểu đó là ông để ăn luôn đi. Từ từ từ.